Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào các anh em huynh đệ. Sau lưng của thầy Dầu là ngôi tam bảo để tăng thượng duyên cho chúng sanh ở cái con sông này đó mọi người. Mình lập lên, bây giờ nước lớn lên ngang chân Bồ Tát lại xuống, may không có bị ngập. Thì hôm nay đi phóng sanh thấy cảnh đẹp quá, rồi cũng giao lưu với mọi người tí xíu. Mọi người chúng ta có duyên cùng Phật Pháp, và đặc biệt là Pháp Môn Tịnh Độ, chúng ta kính nguyện nương vào bổn nguyện của Phật Di Đà, chúng ta tin sâu nguyện kiến cùng nhau lão thật thì A Di Đà Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc nha mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay các anh em huynh đệ tranh thủ buổi chiều trời tương đối ráo để đi phóng sanh cứu vật. Khi mình đang có nhân duyên á thì chúng ta cố gắng chúng ta làm, sau này tới khi chúng ta không còn cơ hội làm nữa thì thôi, nhưng mà khi còn cơ hội thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm ha. Ở đây có cái ngôi tam bảo, đợt này nước lên lớn lấp lên tới sát luôn, nước đang hạ rồi đấy. Rồi xuống đây phóng sanh đi, qua đây nè. Đức Hiếu qua đây. Đức Hiếu ném xuống cho ba. Rồi hôm nay chúng ta cứu ốc. Xẻ đi Đức Hiếu, xẻ miệng đi. Rồi Đức Hiếu ném nhẹ ra cho nó đi theo dòng nước, cho nó cái duyên với tam bảo ở đây quá thù thắng đây. Cứ chọi nhẹ thôi con, nhẹ thôi, cứ chọi nhẹ ra đây thôi, chọi nhẹ ra đó thôi. Bên xuống hốt ốc bỏ xuống đi con, quá đẹp luôn. Chúng sanh đây có duyên ghê. Chúng ta hôm nay mua cá trê với lại cô bán cá phát tâm một ít chặt. Con bỏ xuống dưới đây đi, đừng có chọi xa cho mệt. Hốt thả nhẹ nhẹ xuống nước rồi nó sẽ dọc theo nó đi. Rồi mở qua đây nè Hoa, qua bên này mở đồ cá chê ra đây. Rồi A Di Đà Phật. Rồi Đức Hiếu mở miệng, từ cho con cái bịch vàng trong nữa, đừng có sổ ra mà nó trôi đi là chết đó. Cẩn thận, khi phóng sanh rất là cẩn thận, sơ sẩy cái là chúng sanh nó. Rồi cá chê ha, chê vàng và chê đen bự luôn. Hoan hỷ nghe, ráng niệm Phật nha quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Về với đại tự nhiên ráng niệm Phật nghe, nhớ mà niệm Phật cho giỏi nghe. À cái đầu cái con cá này ngộ chưa kìa. Cái đầu của nó ngộ ghê, nó có hoa văn đó. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tín niệm Di Đà, đồng sanh về Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.